Về cái phương hướng hoạt động năm 2015 thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải có những cái hoạt động tiêm chủng đều đặn từ trước tới giờ, tức là khám và điều trị bệnh nhân đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao, phục vụ chăm sóc tốt. Nhưng mà giá dịch phí thì dựa trên tiền ở giới của cái người nghèo và cái người trung bình, tức là đối tượng phục vụ của bệnh viện mình đó là người nghèo với lại người trung bình. Còn người giàu mà ta vô đây được nữa đó thì cũng là tốt, nhưng mà mình cũng không có mà lấy mà đắt tiền quá để mà cho những người nghèo người ta không có cái cơ hội tiếp cận với lại các cái dịch vụ cao. Tại vì quý vị biết là so với trong tỉnh mình đó thì bệnh viện mình có nhiều cái kỹ thuật rất là cao, ví dụ như là IVF hay là về cái an toàn sinh học, về các xét nghiệm, về PCR đó, hay là thực để mà làm những cái chẩn đoán tiền sản, tầm soát tiền sản nhân dân thì không phải là bệnh viện nào có thể làm được. Phải nói là ngay cả bệnh viện tỉnh cũng không có làm được những cái kỹ thuật này, mà bệnh viện mình là hoàn toàn là nội lực tự mình làm được những cái kỹ thuật đó. Nhưng mà nếu mà mình thu cao quá thì người nghèo hay là người trung bình, nhất là người nghèo, người ta không có dám đến và người ta sẽ không nhận được những cái kỹ thuật cao đó. Cho nên thì tôi nghĩ là mình có cái tâm làm bệnh viện tư thật, nhưng mà mình phải có cái tâm để mà giúp đỡ cho những cái người khó khăn, chứ cũng không phải là chỉ là nhắm cái đối tượng giàu có để mà kinh doanh. Thì cái đó là cái tâm niệm của bệnh viện của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta chính vì vậy mà tôi thường là không muốn tăng giá viện phí, mà giá viện phí mà không tăng thì tức là tổng thu nó không có tăng, nhưng mà trong cái đó chi cho con người thì phải tăng. Và giá điện nước, rồi hồi nãy bác sĩ Hoàng nói lương phẩm cũng tăng, quý vị thì cứ 3 năm phải xét lương, 2 năm xét lương thì nó lên, thành ra là cái phần chi ra nó đang tiếp tục tăng. Chính vì vậy mà sang năm 2015 thì phải có một cái phương pháp quản lý về cái tài chính đó, nó có thay đổi một chút để làm cho bệnh viện được ổn định. Phần thứ hai nữa mà chúng ta trong cái phương hướng hoạt động là chúng ta phải cố gắng đạt và vượt chỉ tiêu thống nhất trong cái hội nghị 2015. Cái hội nghị này đã tổ chức ở tại bệnh viện, ra cái chỉ tiêu thì đã có rồi, cũng có điều chỉnh cái tăng cái giảm. Và quý vị nhớ rằng cái chỉ tiêu này nó liên quan tới cái phần tiền thưởng của anh em cuối năm. Cụ thể là chúng ta cố gắng đạt được cái chỉ tiêu sử dụng giường, chỉ tiêu khám và mổ phụ khoa. Phải nói thật là bệnh viện chúng ta mổ phụ khoa rất tốt, hầu như là không có một cái chuyện tái biến cũng như là những cái biến chứng, mà cái kết quả rất tốt. Nhưng mà nhiều người dân ở trong tỉnh thì người ta không có biết được cái khả năng của bệnh viện, thậm chí là kỹ thuật nào mới ra là chúng ta đều có, ví dụ như là mổ nội soi cắt tử cung hay là làm mổ sóng tiểu bằng cái kỹ thuật là TOT, hay là mổ xa sinh dục bảo tồn, tức là mình dùng cái protease để mà mình nâng cái tử cung lên mà bây giờ không có cắt bỏ nữa. Đấy là những cái kỹ thuật mà chúng ta rất là cập nhật và rất là tốt. Nhưng mà khi người dân ở trong tỉnh á, khi người ta chưa biết được hết cái khả năng của bệnh viện, thường thường thì sinh đẻ thì ta hay vô bệnh viện mình, tại vì một là đau bụng quá sạch thì đi liền, hai nữa là ta cũng nghe tiếng là bệnh viện này là bệnh viện đẻ. Nhưng mà điều trị phụ khoa thì phải nói là, tại vì thường thường phụ khoa thì ít có cấp cứu, chỉ trừ thai ngoài hay là mua buồng trứng sống thôi, còn những cái kia thì có thời gian thì họ lại hay tìm đến các cái bệnh viện ở trên thành phố Hồ Chí Minh, có thời gian thì họ đi vậy đó. Là vì người ta cũng hay có cái tâm lý là Sài Gòn thì hay hơn Bình Dương, tốt hơn Bình Dương, người ta cứ nghĩ như vậy. Còn thực sự thì chưa hẳn là như vậy, nhưng mà cái phần truyền thông của chúng ta cũng còn hơi kém về cái phần điều trị phụ khoa, nhất là phần phẫu thuật. Về phần IVF thì trong năm qua đó, thì những tháng đầu chúng ta cũng
bị hơi bị sa sút về cái tỷ lệ thành công ấy vậy. Nhưng mà những tháng cuối năm nay thì cái tỷ lệ thành công rất là tốt, nên chúng ta bắt đầu khôi phục và cố gắng làm sao mà phát triển được cái tỷ lệ thành công này càng ngày nó càng cao hơn, đạt tới hiện nay là trên thế giới người ta đạt khoảng 50%, 40 cho tới 50% là thường giờ đang, nếu mà nuôi phôi được tới ngày thứ ba thì lên được tới 60%. Để thành ra chúng ta vừa qua trong những tháng sau này đó thì chúng ta đạt cũng khoảng chừng 40-50%, là chúng ta cũng rất là gần đạt được đỉnh, nhưng mà chưa có ổn định, là phải cố gắng làm sao sang năm đó, tỷ lệ thành công này nó ổn định.